là ông nào màu trắng đi sau. Tưởng là anh hết mất. Chuyển sang nha. Sang 20 phòng thì là 34 phòng. 36 phòng. Không, 36 giường. 34 phòng. Sang 34 luôn. Như là cái xe này mới sử dụng được vài năm thôi, chừng đặt đâu. Giờ đem đi đóng lại nội thất được không anh? Không, không cải tạo được.
Thảo Hồng chỗ em mấy năm trước đem đi đóng hết lại làm này 20 năm. Ngày trước là cải tạo được em ạ, bây giờ cấm rồi. Vâng. Ngày trước như cái loại xe ghế cải tạo ra sang thành xe giường nhưng mà ta cố không bán được xe. Vâng. Còn xe bay với xe cha thì con cải tạo thành giường, phóng bỏ là thành giường hết. Thì những cái dòng này không bán được. Vâng. Mà trong đấy những cái vùng Tây Bắc là người ta toàn phải đi chai không? Còn u không nữa. Vậy cái đấy cái vùng ấy người ta chuộng rồi, đi đấy xe nó bền. Bền nhất bền vẫn là đường đèo nhiều đi gọi yên đầm xe đấy. Vâng. Xe mình đi tương tương đi cái đèo khách hay sai. Ăn chỉ có là u không mà là con xe nhập bên Hàn về cải tạo thành giường. Đấy có con Ca Long Noble xanh trên Incat ấy. Nhà em mà đi xe đấy toàn đi top 5 đến 7 người một lúc. Cả ăn xanh cả ăn sáng. Trước cái chủ con Ca Long ấy làm chung công ty với bố em. Nhà ông Tiến bên đây là ngày trước con 1217 là về cải tạo được đấy. Vâng, cái con đấy trước là đi thay lốt anh Phúc đấy. Xong về sau anh Phúc đi con 022 kia, con ấy chuyển đi Hải Phòng. Bán rồi. Bán rồi. Cái ngày mua hơn cái năm 2012 mua đó là xe ghế. Vâng. 4 tỷ 7. Cải tạo dường hết 600 thành 5 tỷ 3 xe đó. Còn con cái Noble xịn này. Ngang với bây giờ là ngang cái con Gunbird đấy. Vâng. Gunbird 2.0. Mà con ấy đua đạp thì không được nhiều với xác cơ nặng. Dạ không nặng. Nhưng mà chạy hết sướng lắm. Chạy đầm. Đầm luôn ra đây như là chứ vô lăng cứ thái đi thoải mái luôn. Đi dù dài. Còn ra đường chạy 106, ra đây chạy 106 tắc nịch. Vâng. Còn mình mới chạy đến cặp tư, cặp tư là cong đến kim rồi. Phát nẻ lên nữa cong đến kim. Còn một con màu lông chuột đấy là về sau không cải tạo được. Bây giờ thì có thằng Tha Cô toàn của ông tiền bộ rót vào, vốn là của tiền bộ rót vào. Và bây giờ không bán được xe thì các ông bộ chết. Các ông bộ phải ra ngay cái là quyết định là cấm cải tạo xe. Để bán xe dựng nằm. Đấy thì là với xe các ông làm ra phải bán được. Lấy hết mà. Còn đấy với còn đấy lấy cùng nhau một cái. Vâng. Còn đấy thua với con này là con đấy thua. Vâng. Cứ lấy hai con thôi, con yếu còn khỏe. Đây như do tính năng của Thaco ra. Không biết được. Kể cả con 2898 này với là con 2839 mà là cùng bây giờ đi. 2839 là yếu hơn cái con 2898. Vâng. Chạy lì này. Bốc xe lên. Bích thủng. Cứ hoàng ngà là hoàng. 2898 qua em đi kêu phát kết quốc đi, biết là mình nhìn nào bên tải. Với hình như chỗ lái cũng để thức lái là cũng để nghe có cái kia. Nó hơi sắp hơn con này. Con đấy đời rất êm hơn đời đây. Cũng đời mà. Giống nhau, co giống hệt nhau. Là con kia đi bầu nó cứng, nó tưng vậy. Cứng à? Vâng. Có người cứng à? Vâng. Cứng là đúng rồi. Con đi anh chế rồi. Đấy, có con này đi êm hẳn. Còn con kia đi con đi chế tưng lên. Đóng của thằng ba cục rồi đó. Vâng. Rồi là cái xác nhẹ đây là mình ngồi bẩn đáy thôi. Nhưng mà thêm nó khoảng mà đủ khách nha đi đúng giống như thằng ba cục luôn. Vâng. Đi con này êm hẳn. Con qua ngồi thì tưng. Đi nó xong. Chế cái vai bò đằng sau này là cái đũa để mà lấy bóng này là ngày trước là nguyên bản con là tôi muốn mà sát với cầu cơ. Wow. Của thằng Hyundai là đưa xa ra ngoài sát ngoài váy lốp rồi. Wow. Là chế theo thằng đó đưa ra thì đi bắn cứng và đỡ thì vẫn đỡ hơn thôi. Thế là với đợt đi đợt anh chạy Sài Gòn thì mua trong vấn đề miền Đông
là ngồi nói chuyện với thằng đâu thì nói đón khách mà khách xem thì đâu nó cũng cho xấu đấy, điện thằng quản lý hoặc lý một thứ thôi nó làm thứ thôi với nào nó lắp một cái van điều tiết của hơi thì ở trên bình đây mình 9 cân này thì mấy quả bóng hơi của mình cũng 9 cân hết cứng. Mà bây giờ trên bình 9 cân ở dưới bóng thì có 6 cân rưỡi thôi. Bơm bóng có 9 cân rưỡi thôi nên là không cứng bằng kia. Mà hắn được đường nọ mất được kia. Bạn đi vào cua là hắn dẹp xe hơn. Hắn yếu xe hơn. Đóng cua là hắn nghiêng. Thì cua mình chạy nhanh hơn kia. Hôm qua con thay 898 càng đét 898 đóng cua vẫn đều 80 nhé. Đóng cua ở trong đường thì một thì chạy bình thường nhưng mà con đi cũng đi một đấy nhưng mà cái xe nó nghiêng. Chiều hơn cái xe kia mà đi đường thì nó êm. Con 2898 kia cua gắt lắm. Con này quá khổ quá tải. Chín em thấy đi cũng đỡ hơn. 2299 đi đỡ hơn. Là bao nhiêu? Cũng chế giống cũng về cũng chế ba điều tiết còn có 6 con người hơi thì đúng con đây. Mà hắn lại là cái đời đó là lại có lá nhít nữa. Vâng, đây là nó không được êm con này. À, đi nó cứng hơn. trước em đi với Thái với ông Tụ ấy, toàn đi 4:45 rồi ra bát về đi với ông Tụ toàn đi 3 tiếng rồi về nơi 4:45 đi và 8 giờ tối là về Thành Đào, hôm nào muộn thì 8:10 8:15. Sau xanh Phúc một tiếng. Anh bắt là Phúc chứ. Đuổi kịp luôn. Bắt luôn chứ. Về xung cùng lắm rồi. Hôm đầu anh mở ít đồ đoàn là anh về là cũng anh vượt được tí rồi chứ như Thanh nha. Vâng. Anh đi từ lúc 7:10 từ ra vào từ Pháp Vân mà về Yên Cát 10:20. Bằng xe về Thiệu Hóa. Thế thấy anh em mình anh em Đông Cống Yên Cát phải khác hẳn anh em Thiệu Hóa. Bây giờ anh về tối đạp căng chân luôn. Càng nhanh càng tốt. Khách về trên bến có người đang về 20-30 cây số rồi. Vâng. Quá khách cũng là mình có mất. Về sớm mới đi lại có người đón tiện, về đêm quá nhiều khi đi ngại quê nó hoang vắng.
ra thẳng Dương hẹn mãi chưa đi được xe anh Huy lần nào. Quay xong rồi như trên chỗ đoạn cầu Tam Kỳ à. Đây xong rồi em đưa con mô hình này như hồ lúc của mấy anh chạy ra đúng không? Anh đang còn đi. Đấy, đấy anh đeo kính à. Đeo tay nghe bên trái anh à. Cái hôm đi, em tặng mô hình anh có đi không? Đi trên cơ. Mô hình đấy á? Vâng. Hôm em với Dương đứng cầu chuối tặng. Hôm cái con này là anh của anh Toàn đi sao? Anh nghỉ 4 tháng mà. Vâng. Còn ta về thì hai anh cũng tháng mà. Còn con xe thì là anh đi năm nay là hết 6 năm. Lái mình ăn không? Sáu năm chạy Bắc Ninh. Bên đầu tiên đây là cứ giao xe cho cố định luôn à, không thôi bây giờ xe nó ít hơn không, ví dụ như xe một người đi là thì có hư hỏng nhưng mà thì cũng một cũng tật thôi à. Ai có cái tật rồi nhưng mà nhiều người đi là sẽ có nhiều tật, một người đi ít bệnh hơn à.
tư pha. Xe hỏng đóng đường nhiều nhỉ. Ở thủ lốp rồi. Ở kia thằng xe lợn đây thằng kia. Ông kia gãy nhíp ra đấy. Xe hẳn bên chắc gãy nhíp ra. Bánh trước. Đâu, bánh trước. Qua kia đi cứ nảy lên, cứ tưng lên. Nhanh. Lách bên này, lách bên kia. Lách chẳng cầm đi cầm đâu. Là xe phòng ngày 2 tour. Đâu, 2 con đấy. 2 con à? Anh nhớ mỗi chiếc mà. Một con lấy đầu tiên xong rồi con thứ hai lấy cùng với nhà kia của anh. Dạ. Bên trang này.
LED làm kiểu gì mà chỉ bằng điện thoại hay nhỉ? LED làm kiểu gì mà chỉ bằng điện thoại hay nhỉ? Kết nối Wi-Fi. Ta đến Hà Nam rồi. Có xe đấy, anh đứng ở đó đi, có xe đến nơi nhá. Thank you.
Đá xuống thử tín chẳng khác. Đâu không? Đứng đó. Đâu lại đứng đó? Nhẹ lên. Đặt căng cho. Trẻ ra. Trẻ đấn đi. Đi với cú anh. Đi với đầu rắn mà phải sợ. Nói với đầu rắn là nhá. Mai và thằng Hùng Đen mà nghĩ đi mua cho con vợ ăn cái xích nhá. Không cô Việt Thanh đi đi. Ừ, cái xích thằng Hùng Đen mà. Cái gì? Thứ này đi quê sáng ăn được con thằng. Ừ. Ừ. Thế đấy. Đấy, anh chị ơi, hồi sáng nay mình đi Trường Sơn làm gì đó. Anh cho biết thế là được. Đâu có từ sâu. Coi là đi thay đổi máy rồi không ạ? Rồi, sau 3 này. Sang là bằng sau 3. Ừ, nè. Đi bằng sau 3. Luôn đi. Đi hỏi luôn đi, điện luôn đi. Cái đoạn cuối đoạn chuẩn bị rẽ lên đấy, chuẩn bị rẽ lên với cái ba chắc đoạn đấy. Văn Nhân nó đang giữ một dàn 23 chạy Hải Dương Lâm Đồng. Chứ còn nhiều giường không? Còn đang đăng ký 46 giường mà, đời đầu của Gao Trai. Cũng như này. Một Tết lại trở lên được 50 người thôi. Thực ra giờ có Gao Trai 23 này Tết chả được nhiều. Đó, con đấy phải chờ được năm 2 nhá. Và đang đăng ký giấy tờ 46. Cả giường cả ghế. Vâng. Đây con đó mình giường không ạ? À quên, con kia đăng ký 48 chỗ, 46 giường với 2 ghế. Ở đó, đúng rồi đây.
ngày xưa em thấy giá 52, xong về sau mấy năm gần đây thấy giá xuống 48. Ừ. Mình bảo quái sẽ được nạp để 52. Mình nhất là độc nhất vô nhị, còn sót lại vẫn còn là nhà nào còn là dàn nữa. Ngon vẫn nhân cái dàn 23 để chạy hết đời. Xuống hay đi ra? Vậy không xuống. Anh bắt em con 63 này. Bắt ra? Vâng. Trừ bắt nó mất. Bắt nó bến không mất. Tập trình rồi xuống đây. Ê, bọn em xuống tập trình. Chơi hết chiều này luôn. Đi nhiều người ê ẩm lắm. Chiều về đi ngủ quay. Đây cho thằng Lộc hay đứng quen xe đúng không? Đúng rồi, Lộc thứ hai đứng chỗ này. Đứng góc cây này. Đây này. Này đúng cái góc cây hồi xưa luôn. Dạ. Quần đùi đen đấy. Suốt ngày mà đòi gõ nó mua cầm bóng lợn. Em rồi bây giờ nhắn tin rồi. Chứ Tết anh có ra ra mát được không? Không quá, năm vừa rồi đến Tết 30 Tết tối 29 ở lại cái mát. Dán cái dây để làm cái gì nhỉ? Dây đỏ đó bị ý nghĩa là gắn. Này công an. Xanh Vinh hình như đi vành đai 3 xuống bên này đúng không? À, nhìn con khoan. Cơ bản con này ít đi. Đi anh Tuyên hình như cũng chạy qua đây chạy nhưng mà chạy xuống đoạn khu viên cái sở này. Trên liệu có tắt đường mà thằng là đi du lịch đấy nhở? Không đường đi du lịch khác. Đây anh Tuyên đang chạy dọc đoạn này đường dưới. Viên như sở thầu đâu mà anh đâu như này. Nay mới hậu 20 đang mệt. Đông nhỉ? Nãy điện dặn đồng phú chưa? Này có hai cái dây led để gọn được không? Là đất phát là gãy vẫn là xong đó. Phá thoải mái luôn. Dây bóng đèn đã còn sáng giật luôn. Này con đi nhà trang đang đây này. Thật ưng. Gọi Lộc con đuôi đen đen. Lộc sang Mỹ Đình rồi. Con đang đi Mỹ. Đi Mỹ à? Vâng. Đấy con mẹt đấy. Đây à? Không phải. Cũng là 2023. Đúng rồi. Đúng rồi, con này chở đội bóng à? Đội bóng à. Ôi, đây đông thế. Chị đó. Mình xuống đây đúng không? Đúng rồi. Anh em xuống đây nhé. Vâng. 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 Vâng